dạ đây à, nó lại nó ấy, nó lấy cho tôi cái chảo máy lóc rồi chứ số. Mới vừa lấy cái thầy nè, chạy vô kêu mấy cô này giúp giùm. Mới vừa chạy ngay đi tiếp theo màu đỏ. Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận tin báo của người đàn ông bán vé số khai bị một người đi ô tô lấy mất 59 tờ vé số. Trao đổi với phóng viên, người bán vé số là ông Nguyễn Văn Hà, 57 tuổi, ở thành phố Đồng Xoài cho biết, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông đang bán ở ngã tư thì có một người đàn ông lái ô tô du lịch 5 chỗ màu đỏ dừng lại mua vé số. Ông Hà đã đưa tập vé số cho khách lựa, lúc này khách vẫn ngồi trong xe. Sau đó, người này mua 5 tờ, trả tiền xong và tiếp tục chạy xe đi, thì ông Hà mới cuống cuồng vì thấy tập vé số còn lại quá ít. Quá hoảng hốt, ông chỉ biết ú ớ không ra tiếng do chân ông bị tật từ nhỏ, phải chống gậy nên không thể đuổi theo chiếc xe. Chỉ sau khi chiếc xe đi xa, ông mới bật khóc và nhờ những người xung quanh giúp đỡ. Ông Hà đã ghi nhớ được bảng số xe và được một người dân đưa đến cơ quan công an để trình báo. Cũng theo ông Hà, đây đã là lần thứ 3 ông bị cướp vé số. Trước đó, 2 lần, ông cũng bị những vị khách đi ô tô lấy mất tổng số hơn 100 tờ vé số. Lần này, sau khi kiểm tra số vé mất là 59 tờ, ông đã khai báo với công an. Được biết, ông Hà có hoàn cảnh khá khó khăn, cả hai vợ chồng cùng làm nghề bán vé số và có 3 người con. Trong đó, 2 người con nhỏ vẫn còn đi học. Trao đổi với phóng viên, đại diện công an phường Tân Phú xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.